Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lão Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 58 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Giải Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn Và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc bộ thiên hạ ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói Từ khi Diệp Phúc ở hải ngoại tiên các trở về lần trước Một lần nữa luyện lại trận đồ đại chu thiên tinh đấu Đánh vào trong đó 15 triệu cân tinh thần nguyên tử tinh thạch Tới nay đã có thời gian hơn nửa năm rồi Trong thời gian này đại chu thiên tinh đấu trận đồ Luôn luôn tích tụ chu thiên tinh lực Tinh lực trong đó cực kỳ lớn vô cùng dư thừa những chu thiên tinh đấu khác, mỗi một viên cũng đều lớn nhỏ hơn 100 mét, tích lũy là vô cùng hùng hậu mà thái dương thái âm tinh lực rộng lớn thậm chí cả ngàn mét hoành ở trên không trung tản mắt ra nhiệt lực vô cùng mênh mông vô tận một cái lành lạnh mà ánh trăng lại sáng tỏ chu thiên tinh đấu giết gào dũng mãnh lao vào trong cơ thể của diệp húc chân nguyên trường hà của hắn lập tức càng thêm rộng dài vừa mới phá tan hỗn nguyên cửu phẩm bước vào đa đỉnh kỳ lúc này kim hà trên đỉnh đầu đã vượt qua nghìn mét làm cho người ta có cảm giác như thiên hà giáng lâm chân nguyên trường hà của hắn thực sự rất khổng lồ cực lớn tới bản thân không thể chịu đựng nổi chỉ thấy kim hà đang đãng không ngừng diệp phúc thậm chí cảm giác được chân nguyên trong trường hà đang không ngừng xoáy mòn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ mà hóa thành hư ảo hắn cẩn thận suy tư một chút lập tức hiểu được mình sai lầm ở chỗ nào khó trách vũ sĩ đan đỉnh kỳ đều phải luyện chế một khẩu đan đỉnh tốt nhất để chứa đựng chân nguyên ngoại trừ cần cô động nguyên đan ra còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa cũng bởi vì bọn họ tích lũy quá mức khủng hậu nếu không có đan đỉnh chứa đứng chân nguyên sẽ không ngừng bị sói mòn thậm chí có khả năng chẳng hà sụp đổ tu vi không cánh vào bay kìa diệp phúc trong lòng cảnh giác lập tức há mồm phun ra đem chu thiên tinh lực còn chưa kịp tiêu hao trở lại bên trong chu thiên tinh đấu trận đồ ổn định chân nguyên của bản thân kim hà trên đỉnh đầu của hắn vẫn đang di chuyển không ngừng sóng biển mênh mông chân nguyên còn đang xói mòn không ngừng nếu chân nguyên không ngừng sói mòn chân nguyên trường hà của ta thật sự có khả năng sẽ sụp đổ khiến cho mấy năm của tu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đại chu thiên tinh đấu trận đồ chấn áp cho ta diệp phúc quát lên một tiếng chỉ thấy chu thiên tinh đấu trận đồ xoẹt một tiếng hạ xuống đem đạo chân nguyên trường hà màu vàng này bao phủ chu thiên tinh đấu phủ lên phía trên kim hà kim hà của hắn còn đang bốc lên chấn một viên tinh thần bắn lên hạ xuống diệp phúc không khỏi nhíu mày tâm niệm hơi động đại diễn thần trung cũng bay lên hóa thành một tầng tòa đồng sơn cao 200m, chấn thủ phía trên Kim Hà, miệng chuông úp xuống chấn áp Kim Hà. Lúc này, Kim Hà rộng lớn mới bình tĩnh trở lại, chân nguyên không hề bị xói mòn nữa. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không có hắn liệu thời cơ sớm, chỉ sợ lúc này đây, chân nguyên Trường Hà đã sụp đổ, khiến cho hắn biến thành phế nhân, không còn một nửa phần tu vi. con đường tu hành của vũ sĩ, thật không ít nhấp nhô không có sư phụ dạy báo tu luyện mỗi một bước đều phải thật cẩn thận như đi trên miếng băng mỏng vậy hắn đứng dậy trong lòng cảm thán hàng nghìn vạn lần không khỏi hâm mộ đám người mộ dung thủy ngọc xanh quận chúa bọn họ có sư tôn dạy bảo có kinh nghiệm của tiền nhân truyền lại tu hành thuận buồm suy gió mà diệp Húc chỉ có một mình độc thân vận động nếu đi nhầm một bước đều phải đối mặt với kết cục không thể vãn hồi lại thậm chí là có khả năng thân tử đạo tiêu không có luyện thành đan đính nguy cơ của ta vẫn tồn tại như trước tuy nhiên ta đạt được kiều đỉnh của hạ sư dương lại có xích tinh kim mẫu ở trong tay luyện chế đan đỉnh với ta mà nói cũng không phải khó khăn quá diệp phúc tế khởi ngọc lâu đem khối xích tinh kim mẫu kia lấy ra khối xích tinh kim mẫu này hình dạng như một trái tim vô cùng nặng nề dường như là một tòa núi nhỏ vậy nó dựa vào uy năng của bản thân có thể lơ lửng ở trong không trung thùng thùng mà nhảy lên không ngừng mỗi khi nhảy lên, liền có hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm khí bắn ra, cắt ngang mọi nơi, linh hoạt, sắc bén dị thường. Kiếm quang này đánh lên trên người Diệp Húc, tạo lên những tiếng leng keng rung động, nhưng đều bị phá nát. Diệp Húc đối với những kiếm quang này lơ đễnh Hiện giờ thân thể của hắn rất mạnh, nhiều nhất so với vạn năm thiết mẫu chỉ kém một chút, trừ phi khối xích tinh kim mẫu từ hóa thân thành đại kiếm mà bổ hắn, hắn mới có thể bị thương được. Trước kia ta không làm gì được ngươi. Tuy nhiên hiện giờ tu vi của ta đã tiến nhanh, luyện hóa người dễ như trở bàn tay vậy. Diệp Húc ánh mắt trầm ổn, chân nguyên kim hà đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, một tay bắt lấy xích tinh kim mẫu, hắn quát lớn. Nguyên thần nhập trụ, chân hỏa luyện hóa. Nguyên thần của hắn từ trong tử phủ bay ra, rơi thẳng vào bên trong xích tinh kim mẫu, định trụ khối kim mẫu này. Lập tức một đại kỳ từ bên trong thái dương huyệt bay ra, cuồn cuộn nổi lên thái dương chân hỏa, hừng hực thiêu đốt kim mẫu xích tinh kim mẫu bị thái dương chân hỏa nướng chậm rãi nóng cháy hóa thành dịch màu vàng diệp húc lúc vừa mới thu được xích tinh kim mẫu này chân hỏa thậm chí không thể tới gần nó được hiện giờ tu vi của hắn đạt tới đa đỉnh kỳ nguyên thần tế ra dễ dàng chấn áp được hàng nghìn hàng vạn đạo kiếm khí trong kim mẫu này thông dòng mà luyện hóa thái âm tinh phiến thần diễm thối thú. phía bên phải huyệt thái dương của diệp húc bay ra thái âm tinh phiến cuồn cuộn nổi lên thái âm xích huyết thần diễm đem xích tinh kim mẫu hóa thành kim thủy rèn luyện một lần hắn liên tục rèn luyện xích tinh kim mẫu rèn tới hơn trăm lần đem tạp chất loại bỏ ra ngoài đây là một kiện vũ bảo quan trọng để hắn tiến quân tới tam đan cảnh hắn không thể không toàn lực ứng phó miễn cho chất lượng đan đỉnh không đủ về sau hối hận thì đã muộn trong lúc rèn luyện diệp phúc lại phân ra ý niệm chưa vào trong chín khẩu đại đỉnh của hạ sơ dương ý niệm như tơ chu lủi bên trong đỉnh nghiên cứu cấu tạo kiểu đỉnh hạ gia trung châu Hắn từ trong tay của Hạ Sơ Dư Dương đạt được Kiều đỉnh Vũ Hoàng Quyết, mặc dù có cấu tạo kiều đỉnh, nhưng dù sao cũng không được đầy đủ, mà Hạ Sơ Dư Dương trên người lại không mang theo Kiều đỉnh Vũ Hoàng Quyết, tuy nhiên kiều đỉnh của hắn cũng là dựa vào hạ gia kiều đỉnh quy cách mà rèn. Theo cấu tạo của 9 cầu đại đỉnh này, Diệp Húc hoàn toàn có thể nghiên cứu, nghiền ngẫm ra được tám phần Kiều đỉnh Vũ Hoàng Quyết đầy đủ. Qua hồi lâu, Diệp Húc đột nhiên phát hiện, thời gian dài như vậy, ý niệm của hắn còn không thể nào xem xét được 1% của thiên đỉnh trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Thiên đỉnh cấu tạo vô cùng phức tạp, bên trong phủ văn rất nhiều, trận pháp thật mạnh, nhiều không đếm xuể, giống như những con đường thay đổi liên tục, tạo thành vô số mê cung, trong thời gian ngắn căn bản không thể nghiên cứu thấu triệt toàn bộ. Hắn tâm niệm hơi động, trăm ngàn ý niệm dũng mãnh lao vào bên trong thiên đỉnh, nhưng vẫn phải hao phí 3 ngày 3 đêm mới nghiên cứu hết thiên đỉnh một lần. Mà trong thời gian này, hắn đã rèn luyện xích tinh kim mẫu không biết bao nhiêu lần rồi. Hạ Sơ Dương chín khẩu đại đỉnh, hao phí gần một tháng trời hắn mới có thể nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn trong lòng hiểu rõ cấu tạo của kiêu đỉnh diệp phúc chỉ cảm thấy trong đầu có vô số tri thức vô số phủ văn trận pháp yên lặng bên trong đại não của mình dường như trong một tháng nghiên cứu này hắn đọc được mấy vạn cuốn phủ văn trận pháp vu pháp vậy nhất đầy đại não của mình giống như thư hương tất cả tích lũy lại đều là kiến thức cả vũ hoàng thật không hồ là vũ hoàng mà thiên hạ cộng chủ đây chỉ là bản phòng chế phẩm của Hạ Sư Dương thôi, chất chứa tri thức đã phong phú đến như vậy rồi. Nếu đổi lại là kiều đỉnh chân chính của Hạ gia kia, chỉ sợ một khẩu đại đỉnh chất chứa lượng tri thức lớn tới mức ngay cả não của ta cũng không chống đỡ nổi mà vỡ vụn mất thôi. Hắn từ bên trong chín khẩu đại đỉnh của Hạ Sư Dương thậm chí có thể giải thích càng sâu hơn được kiều đỉnh Vu Hoàng Quyết kiến giải này phần lớn là trên phương diện Nhất Thần Phân Hóa, Kiều Đỉnh Kiểu Nguyên chính là chân nguyên và nguyên thần tự chia làm chín đều tọa lạc trong một khẩu đại đỉnh. Luyện 9 đạo chân nguyên, 9 đạo nguyên thần Và 9 đại nguyên đan Nhất thần phân hóa Kiều đình kiều nguyên, 9 đạo chân nguyên 9 đại nguyên thần, 9 đại nguyên đan Tương đương với chi gia làm chín, Có 9 người cùng nhau tu luyện, cùng nhau đánh người Còn mẹ nó chứ, biến thái, cực kỳ biến thái Diệp Húc không kìm nổi Mà văng tục một câu Chỉ thiên mắng địa, hung tận, mắng chỉ một lần Nhất thần phân hóa Chủ yếu là nguyên thần phân hóa đều tự dẫn dắt một đạo chân nguyên tu thành trường hà hóa thành nguyên đan tu thành nguyên thai thành tự nguyên thần luyện thành chín đại hóa thân hắn từng ở trong giá sách tinh chủ đại điện chứng kiến tâm pháp các hệ các thế hệ tinh phong chủ thái thượng trưởng lão lưu lại tâm pháp trong đó nguyên thần thứ hai chân giải có thể tu thành nhiều nguyên thần thân ngoại hóa thân vô thượng diệu pháp có thể tu thành nhiều thân ngoại hóa thân có thể nói là thần diệu vô cùng tuy nhiên hai môn tâm pháp này cùng với nhất thần phân hóa kiêu đỉnh đại pháp mà so sánh quả thực ngay cả sách giày cũng không xứng bởi vậy giờ phúc mới không kìm nổi mà hô lên một câu biến thái thậm chí là chỉ ầm lên phải biết rằng thái thượng trưởng lão quan tinh phong mỗi một người đều là một lão quái vật tu vi vô cùng cao thâm gần với ma tông tông chủ tồn tại bọn họ lưu lại tâm pháp không ngờ ngay cả sách giày cho nhất thần phân hóa kiêu đỉnh kiểu nguyên đại pháp cũng không xứng kết quả này khiến cho diệp phúc quả thực không thể chấp nhận ngay được mắng thì mắng như vậy, thế nhưng Diệp Húc vẫn không thể không bội phục thủ đoạn của thượng cổ Vu Hoàng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Làm cho người ta chỉ có thể kinh ngưỡng và kính nể, thậm chí suy nghĩ một chút về cảnh giới Vu Hoàng, cảm thấy đáng sợ, sâu không thể lường, không thể đo lường được. Vũ Hoàng khai sáng ra công pháp thần kỳ như vậy, nhưng vẫn chỉ tới cảnh giới Vu Hoàng, không có thể trở thành thiên đế được. Chẳng lẽ bản lĩnh và trí thức của thiên đế lại càng thêm khủng lồ, cực lớn tới mức không thể tin nổi hay sao? Diệp Húc chỉ là chiếu theo kiều đỉnh của Hạ Sơ Dương mà nghiên cứu tri thức của cảnh giới vô hoàng đều cảm thấy não như mở ra hơn bình thường. Bản lĩnh của thiên đế thật sự hắn ở cảnh giới này là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chỉ có Ma Tông Tông chủ mới có thể tham khảo được. Đáng tiếc nhất thần phân hóa kiều đỉnh kiểu nguyên đại pháp dù sao cũng không được đầy đủ. Hạ Sơ Dương cũng không có tâm pháp đầy đủ. Ta lại theo kiều đỉnh của hắn luyện chế mà nghiền ngẫm ra một đoạn ngắn lại càng thêm không trọn vẹn chỉ sợ chỉ có thể nhất thần phân hóa tới cửu đỉnh cửu nguyên trình độ có thể hóa thành chín đạo chân nguyên phân cách chín nguyên thần tu luyện chín đại đỉnh còn về phần tiếp sau chín đại nguyên đan chín đại nguyên thần chín đại hóa thân thì không cách nào mà làm được rồi Hề, khó trách đệ tử nhất mạch tông chủ từng có người có ý đồ lẻn vào hạ gia đánh cắp cửu đỉnh cửu đỉnh chất chứa nhiều tri thức như vậy thậm chí ngay cả ta cũng không kìm nổi mà động tâm nghĩ muốn cướp cửu đỉnh hạ gia nghiên cứu một phe này Diệp Húc vứt bỏ ý nghĩ này, lập tức bắt tay vào việc tu luyện, chia nguyên thần ra làm chín, chân nguyên kim hà phân chia làm chín đạo, đều tự có nguyên thần nhập chủ. Chín đạo nguyên thần trường hà này tách ra, đều tự tu luyện. Tuy rằng mỗi một đạo trường hà đều không lớn bằng trước, nhưng thực lực tu vi của hắn cũng không suy giảm, thậm chí lại càng hùng mạnh hơn. Chín đạo chân nguyên trường hà di chuyển, không cần tinh đấu trận đồ cùng đại diễn thần trung chấn áp, đã không còn tình trạng cuồng bạo nữa. Chân nguyên của bản thân chia làm chín, cảnh giới đan đỉnh nhất phẩm cũng ổn định lại thậm chí còn cảm giác được chân nguyên không sung túc như vậy có một loại cảm giác đói khát có thể tiếp tục tu luyện gia tăng chân nguyên đây là chỗ bá đạo và biến thái nhất của nhất thần phân hóa kiều đỉnh kiều nguyên tu luyện ngày càng tinh tâm hơn thực lực càng ngày càng mạnh hơn tu luyện môn tâm pháp nhất thần phân hóa này cần phải luyện thành chín khẩu đại đỉnh dẹp khúc lúc này động thủ chia xích tinh kim mẫu làm chín khối chỉ thấy chính đạo trên nguyên trường hà trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn từ giữa sông đột nhiên hiện lên bàn tay to màu vàng bàn tay này đều thi triển ra đủ loại ấn pháp tiến hóa đủ loại phù văn biến thành hàng ngàn hàng vạn ấn pháp nhẹ nhàng rung lên liền cho các loại phù văn màu vàng bay ra tất cả đều đánh vào bên trong kim mẫu nhưng thấy chín khối trích tinh kim mẫu dưới thao túng của hắn dần dần hình thành đỉnh phôi hắn nhất tâm cửu dụng nguyên thần phân hóa đồng thời tạo ra chín đỉnh rèn chiến đại vu bảo rèn vu bảo đối với người khác mà nói là một chuyện vất vả vô cùng cần hết sức chăm chú thật cẩn thận không dám dễ dàng phân thần thậm chí chỉ hơi thiếu cẩn thận một chút liền có khả năng làm cho vu bảo bùng nổ thương tới bản thân tu vi hao tổn rất nhiều tuy nhiên diệp Phúc tu luyện nhất thần phân hóa kiểu đỉnh kiểu nguyên mỗi một nguyên thần đều tương đương với chính mình mỗi một người đều hết sức chăm chú mà luyện bảo diễn hóa ra những phủ văn trận pháp bởi vậy cho dù là phân thân nhưng vẫn như trước không có một chút sai lầm nào cả. Sau khi luyện thành chín phôi đỉnh, hắn vẫn chưa dừng lại, tâm niệm hơi động, lập tức chín đỉnh của hạ sư dương bay lên, bị thái dương chân hỏa đốt dung hóa thành nước thép, lại bị thái âm chân hỏa rèn luyện bài trừ tạp chất, lập tức bị hắn đánh vào bên trong phôi đỉnh. Chín khẩu đại đỉnh của hắn dần dần mà thành hình, càng phát ra phong cách của xưa, uy năng càng ngày càng mạnh hơn. Những khẩu dược đỉnh dược lô cũng bị hắn đốt dung rèn luyện, hết thảy đánh vào bên trong phôi đỉnh. Những dược đỉnh dược lô này đều là hắn đoạt được bên trong chủ quang đại trận, có tới hơn 300 cái, chất lượng cực cao, sử dụng tài liệu phần lớn đều là cấp bậc thâm cốc thiết tinh. Những lô đỉnh này, hắn với tống cao đức mỗi người một nửa có tới 156 cái, dung nhập bên trong kiều đỉnh rồi, công năng của kiều đỉnh càng ngày càng nhiều, uy năng càng ngày càng mạnh hơn. Hiện giờ chín khẩu đại đỉnh của hắn còn có uy năng vượt qua chín đỉnh của hạ sơ Dư dương lúc trước rất nhiều, thậm chí có thể so với hắn luyện chế đại diễn thần trung lúc trước hắn tâm niệm hơi động thừa dịp mình luyện chế chín đỉnh còn chưa có làm lạnh đột nhiên thi triển ra kiều đỉnh vạn pháp yếu quyết chỉ thấy chín đạo chân nguyên trường hà từng đạo từng đạo bay vào trong đại đỉnh lần lượt chui vào trong chín đại đỉnh trên vách đỉnh lập tức xuất hiện từng phù điêu tượng cổ dị thú rất sống động lại có thể đem uy năng của đại đỉnh nâng cao một bậc chỉ cần một khẩu đỉnh này uy năng đã vượt qua đại diễn thần trung được diệp phúc không kìm nổi mà tán thưởng chính mình một phen cảm thán thủ đoạn của mình đã hơn một bậc hắn cười nói nếu dựa theo quy cách luyện chế kiều đỉnh của hạ gia trung châu cả đời đều không thể vượt qua kiều đỉnh hạ gia được cho nên kiều đỉnh của ta phải có cái gì đó của chính mình theo một con đường khác kìa chín khẩu đại đỉnh này của hắn đã thành hình cho dù diệp phúc có tri thức tầm mắt gia tăng có giải thích mới cũng không cần phải tiến hành cải biến theo đúng quy cách chỉ cần sửa chữa lại phổ văn trận pháp bên trong một chút hoặc là dung nhập vào tài liệu khác trọng yếu nhất là chín khẩu đại đỉnh này của Diệp Húc ngoại trừ có thể dùng tài liệu khác để đề thăng uy lực của đại đỉnh ra, còn có thể trực tiếp đem tượng cổ dị thú, yêu thú luyện hóa nhất vào trong đỉnh để tăng cường uy năng của kiều đỉnh. Đây là kiều đỉnh của hắn và là chỗ khác với kiều đỉnh của Hạ Gia. Lần này ta bế quan luyện chế kiều đỉnh, hao phí hơn một tháng, không biết cung ngọc nương có tìm được mấy ngàn người cho ta hay không đây. Những người hầu này khi tiến vào trong ngọc lâu của ta, ta liền cho hùng bi truyền thụ luyện đan thuật sau này đào tạo linh dược, luyện chế đan dược. Cái loại việc nặng nhọc này có thể giao cho hắn xử lý. Lão gia ta tự nhiên là thoải mái một chút rồi. Diệp Húc tế khởi chín khẩu đại đỉnh, từng đạo chân nguyên trường hà lần lượt rơi vào trong đỉnh. Chín đỉnh cất chứa chín đạo chân nguyên trường hà, hắn mới tính là hoàn toàn tiến vào trong đan đỉnh kỳ, trở thành vũ sĩ đan đỉnh nhất phẩm. Sau khi hắn xuất quan, chỉ thấy trên quan tinh phong không ngờ có hơn 10.000 người, toàn là phàm nhân được cung ngọc nương lấy từ thập vạn đại sơn tới đỉnh núi, thậm chí ngay cả một tòa thành trì cũng bị nàng dùng thần thông rời non lấp biển mà đem tới đây. Quan tinh phong cũng đủ khổng lồ, cho dù cả một tòa thành trì có bị di rời tới đây nhưng vẫn cực kỳ rộng lớn như trước. Tiểu sư phụ, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Công Ngọc Nương cười ngâm ngâm rơi xuống trước mặt Diệp Húc, trong tay nắm một nam tử trẻ tuổi, đầu đội vương miện có chút đắc ý mà nói. Tòa thành này chính là một đông lai tiểu quốc ở trong thập vạn đại sơn của ta, trong quốc gia có một 13.986 người Vị này là quốc chủ Đông Lai Quốc Đệ tử nói với hắn Sư tôn ta chuẩn bị nhận lấy một ít tôi tớ ở trong Ngọc Lâu Xử lý Ngọc Lâu Hắn nghe xong liền tính toán di chuyển cả quốc gia Tiểu sư phụ Người ta cũng không có đùa dẫn bất cứ thủ đoạn gì cả Không tin người có thể hỏi Hỏi đi Vị Đông Lai Quốc chủ kia cuốn quýt quỳ xuống Cung thanh mà nói hơn Đông Lai Quốc ta nguyện làm việc cho Diệp trưởng lão nên Nhiều thế hệ sinh hoạt bên trong Ngọc Lâu của trưởng lão Tuyệt không đổi ý đâu nhưng nhưng cậu trưởng lão cho Đông Lai tiểu quốc ta một cơ hội. Diệp Phúc cười nói, một khi đã như vậy, Đông Lai quốc các ngươi sau này sẽ là thuộc dân của ta. Quốc chủ mời trở lại, trấn an con dân, miễn cho con dân kinh hoàng. Đông Lai quốc chủ kia cuống quyết trở lại trong thành trì, ra lệnh khiến cho dân chúng không cần thất kinh, ổn định lòng người. Diệp Phúc tế khởi Ngọc Lâu, chỉ thấy tòa Ngọc Lâu này xoẹt một tiếng bay tới trên không trung của Lai Thành từ trong bệ ngọc lâu đột nhiên hiện ra một bàn tay lớn phạm vi vài dặm bàn tay to lao xuống phía dưới giống như mây che trời ôm lấy cả tòa thành trì này hướng về phía bên trên trong khoảnh khắc tòa thành trì này bị diệp húc tum lấy thu vào trong ngọc lâu thủ đoạn mạnh mẽ thậm chí ngay cả cung ngọc nương cũng không khỏi cảm thấy kinh dị mà liên tục nhìn hắn tiểu sư phụ bản lĩnh càng ngày càng mạnh hơn hắn tuy rằng là đang đỉnh kỳ nhưng như thế nào chân nguyên lại hùng hậu như vậy so với ta cũng không kém chút nào cả Phải biết rằng ta hiện giờ đã gần tới Nguyên Đan rồi Diệp Húc đặt Đông Lai Thành ở bên cạnh Ngọc Hoa Giao Trì Lập tức chụp Hùng Bi tới, căn dặn một phen Để cho Hùng Bi phụ trách quản lý Ngọc Lâu tầng thứ nhất Sau đấy ý niệm của hắn rời khỏi Ngọc Lâu ngẩng đầu hướng công Ngọc Nương nhìn lại rồi cười nói Ngọc Nương, ngươi làm không tồi Mấy tháng trước ngươi tu luyện tới ảo đan cửu phẩm Chỉ kém một bước có thể cô động ra nguyên đan như thế nào mà bây giờ vẫn còn ở cảnh giới này vậy? Cung Ngọc Nương thở dài, nhíu mày nói: "Trong động phủ của ta chỉ có linh mạch bậc hai thôi, có thể duy trì tu luyện là bình thường, nhưng nếu như tu luyện nguyên đan cần có linh khí rất nhiều. Nếu như ta hấp thu linh khí của linh mạch bậc hai, không biết khi nào đạo linh mạch này mới khôi phục lại phẩm bậc, cho nên chỉ có thể chậm rãi mà tích lũy." Nàng tu luyện hóa tiên hoàng bảo quyển cần phải có linh khí rất nhiều mới có thể luyện thành đan mà quy củ trong hoàng tuyển ma tông đệ tử có thể tự hấp thu linh mạch trong linh sơn để tu luyện nhưng không thể đả thương tới nguyên khí linh mạch cung ngọc nương rơi vào đường cùng chỉ có thể chậm rãi hấp thụ linh khí tích lũy tu vi đại tu vi đủ hùng hậu sau đó mới đột phá quy củ này diệp húc cũng biết dù sao linh mạch là cơ sở của một môn phái nếu như đệ tử ma tông hấp thu linh khí làm tổn thương linh mạch sẽ làm hư hao đi căn cơ của môn phái làm cho môn phái dần dần xuống dốc cho nên các thế hệ tông chủ ma tông mới định ra quy củ này không thể sửa đổi thậm chí ngay cả đệ tử nhất mạch tông chủ khi muốn đột phá đều phải tự kiếm linh mạch cho chính mình người cần bao nhiêu linh mạch mới có thể đột phá được đây diệp phúc cười nói cung ngọc nương ánh mắt sáng lên cười nói 8 điều à không 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 bảy điều linh mạch bậc một lên đủ cho ta thành tựu nguyên đan 7 điều sao diệp phúc hơi nhắm mắt lại trầm ngâm một chút cung ngọc nương trong lòng không khỏi khẩn trương lên nắm tay nàng siết chặt việc này có quan hệ tới việc nàng thành hay không thành nguyên đan nhanh chóng nó quan hệ tới tiền đồ của nàng không thể không làm cho nàng cẩn trương vạn phần diệp phúc mở to mắt lấy tay hướng ngọc lâu chụp tới chỉ thấy từng điều linh mạch trắng như tuyết được hắn lấy ra ước chừng có 10 điều bị hắn lấy chân nguyên cô động thu nhỏ lại giống như một con sâu trắng như tuyết vậy lại giống như lăn lộn không ngừng ở trong lòng bàn tay của hắn bảy điều linh mạch này làm sao đủ cho ngươi cô động nguyên đan được Diệp Phúc đem 10 điều linh mạch bậc 1 Giao cho nàng cười nói Ngọc Nương Ngươi làm việc rất hợp ý của ta Vi sư cho ngươi 10 điều cho ngươi nắm chắc đột phá Cung Ngọc Nương Không khỏi vừa mừng vừa sợ cuống quýt mà nhận lấy Diệp Phúc cười nói Vi sư không phải không biết điều Sau này ngươi nếu như lại lập công Đừng nói là cô đọng nguyên đan Cho dù là tu thành nguyên đan, nguyên thay, nguyên thần Ta cũng có thể cho ngươi đủ linh mạch được Cung Ngọc Nương thè lưỡi cười nói Đây chính là người nói Ta sẽ nhớ những lời này Dứt lời nàng mừng vui vô hạn Mà rời đi Lại nói Giao đạo nhân không ở quan tinh phong Đầu thanh giao yêu vương này Nguyên chính là một trạch nam Khi còn ở Vân Môn Sơn Cả ngày ở giữa lòng đất Không dễ dàng đi ra ngoài Chỉ có ngẫu nhiên giao lưu một chút Với Bách Khoa Cung Chủ Nhưng sau khi đi vào quan tinh phong Tính tình lại hoạt bát hơn trước không ít Hắn sau khi hàng phục hơn 10 đầu lão yêu quái ở quan tinh phong liền cực ít trở lại quan tinh phong đều đi các linh sơn khác tìm bằng hữu hắn quan hệ chặt chẽ với các thượng cổ linh thú khác Sơn huynh gọi đệ giao lưu tu luyện tâm đắc vũ pháp yêu pháp với nhau giao đại ca đi vào ma tông của ta có thể gặp được nhiều người đồng đạo giao lưu với những lão yêu quái này nói như vậy đối với tu luyện tu vi của hắn có bổ ích rất lớn diệp phúc thu lại kiều đỉnh khởi động thiên cơ tán đứng thẳng dậy hướng tới chỗ sâu bên trong thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn tại đỉnh linh phủ phong một bóng người từ trên đỉnh núi bị một cước đá xuống rơi xuống giống như sao băng vậy rầm rầm mà lao vào mặt đất ngụy hiên đứng ở trước đại điện mặt không chút thay đổi điềm nhiên mà nói hoàng sán ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây ta không cần đồ đệ không có hai chân như ngươi gương mặt của hắn trở lên dữ tợn Cửa lạnh mà nói lại thu người làm đồ đệ sao Hừm, thật sự là chuyện cười Ta thu bảy tên đồ đệ, bảy tên đệ tử, bốn người phản loạn giết con ta, ta trục xuất ngươi khỏi sư môn, ngươi trong lòng tất nhiên oán hận ta. Nếu như lại nhận ngươi, không biết khi nào sẽ bị ngươi cắn trả đây. Trong một cái hố to dưới chân núi Linh Phủ Phong, Hoàng Sán hai tay chống người, đờ đẫn dập đầu một cái thật mạnh, hướng lên đỉnh núi. Hai tay lập tức chống đỡ thân thể, tiếp tục đi lên trên núi. Mỗi một bước đi, liền dập đầu một cái thật mạnh xuống dưới đất dáng vẻ nguyên bản của hắn là không tầm thường một bộ dạng đại tướng quân lúc này đây quần áo tây tả gương mặt gầy yếu chỉ còn lại da bọc xương gầy tới đáng thương không giống như một người mà giống như quỷ thì đúng hơn tu vi của hắn dù bị đứt hai chân cũng không gầy thành bộ dạng nhanh như thế này hắn giả dĩ trông như vậy là bởi vì tâm thần bị tra tấn trở nên giống như người mà cũng chẳng phải là người quỷ chẳng phải quỷ hơn một tháng nay hắn đã lên linh phủ phong cả trăm lần mỗi một lần đều bị ngụy hiên một cước đá xuống núi ân sư nguyên đối với hắn như con lúc này lại trở thành người xa lạ răng sắc một tiếng một đạo thiểm điện đánh xuống trời u ám trong chớp mắt mưa đã lớn toàn thân hắn trên giữ ướt sũng giống như một con chó rơi xuống nước vậy ngụy hiên đứng ở trên đỉnh linh phủ phong lạnh lùng nhìn hắn điềm nhiên nói người còn dám lên núi ta sẽ giết chết ngươi dứt lời ngụy hiên xoay người trở lại linh phủ đại điện Hoàng Sán hai tay run lên, ngừng lại, mưa to tầm tã từ trên đỉnh đầu của hắn xuống dưới, từng giọt từng giọt đánh vào trong lòng, làm cho trái tim của hắn đau đớn, hắn đã mất hết hy vọng. Hắn hiểu Ngụy Hiên quá sâu, Ngụy Hiên nói muốn giết hắn, nhất định là sẽ giết hắn, tuyệt đối nghiêm túc. Mưa to tầm tã dập tắt một chút hy vọng cuối cùng trong lòng của hắn, khiến cho hai mắt của hắn không còn chút sức sống. Lúc này đây, đột nhiên mưa ngừng trên đỉnh đầu của hắn, một đôi chân đứng trước mặt hắn, Hoàng Sán ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Diệp Húc tay chống thiên cơ tán, mặt tinh bào, mặt mang ý cười, cúi xuống mà nhìn mình. À, 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 người tới đây làm gì? Người tới đây làm gì? Hoàng Sán sắc mặt điên cuồng, cất tiếng cười to, trong thanh âm lộ ra sự điên cuồng vô cùng, gương mặt dữ tận vạn phần, lớn tiếng cười nói. Diệp Sư Thúc, hay là người tới xem con chó rơi xuống nước như ta đây? Hay là người muốn đùa cợt cảnh chó nhà có tang như ta đây? Hay hay là ngươi muốn nhìn ta tự sát trước mặt ngươi ư? Ngươi nhục nhã ta đi, Người lớn tiếng đùa cật ta đi, Người giết ta đi, giết ta đi. Hắn một hơi bộc phát đủ mọi ác khí ở trong lòng của mình ra ngoài, hướng Diệp Phúc giống lên thật lớn, giống như một con chó điên vậy. Diệp Phúc chờ hắn giống xong, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, chân nguyên trào ra, để hết mê đen trên trời, ánh mắt trời lập tức chiếu xuống, hắn thản nhiên nói: "Ta tới thu người làm đầu đệ." hắn thu lại thiên cơ tán nhìn vũ sĩ đang nằm ở trên mặt đất như chó đen kia mỉm cười nói bái ta làm thầy ta cho người chân cho người tôn nghiêm cho người một tiền đồ tốt một vũ sĩ đan đỉnh kỳ hướng cao thủ nguyên đan kỳ mà nói thu đối phương làm đồ đệ có vẻ có chút buồn cười thế nhưng diệp phúc không chút nào có ý dẫn chơi cả cho ta chân cho ta chân thanh âm của hoàng sán run rẩy đờ đẫn mà nói chân của ta là do ngươi chặt bó Ngươi giúp ta tiếp thu hai chân rồi lại thu ta làm đồ đế chẳng lẽ không sợ ta tìm ngươi báo thù hay sao diệp phúc thản nhiên nói người đuổi giết ta là phụng mệnh sư phụ ta vì bảo mệnh mà phản kích mấy trăm đứt hai chân của ngươi đây hoàn toàn chính đáng tại sao phải thù hận đây ta thu ngươi làm đồ đế cho ngươi hai chân đối với ngươi có ân tái tạo lại là sư tôn của ngươi ngươi nếu muốn báo thù thì là bất trung bất thiếu Hoàng sán ngươi là người bất trung bất hiếu được không Hắn cười nói Ta có thể chém rơi hai chân của ngươi Cũng có thể tiếp lại được Ngươi muốn lấy lại hai chân Hay vẫn cứ quỳ tiếp tục Ở đây như chó nhà có tang như vậy Chỉ cần sai một ý niệm là hỏng hết thôi Hoàng sán im lặng thật lâu Sau đó quỳ dạp trên mặt đất nói Ta nguyện bái sư Xin sư phụ thu nhận và giúp đỡ Được, được Sau này ngươi chính là nhị sư huynh Của quan tinh phong chúng ta Quan tinh phong ta lại nhiều hơn một người đắc lực rồi sau này chắc chắn sẽ phát dương quang đáy diệp húc cười ha ha hai tay nâng hắn dậy đột nhiên trong lòng hắn có linh cảm ngẩng đầu lên nhìn lại chỉ thấy ngụy hiên đang đứng ở trên đỉnh linh phủ phong bộ mặt âm trầm ánh mắt lành lạnh mà nhìn hắn trên đỉnh đầu của hắn một con bích nhãn kim thiềm thật lớn đang nuốt xương nhà khói lay động hư không kim sắc thiềm từ này thể tích vô cùng khổng lồ giống như một tòa núi lớn trên chán sinh trưởng một con mắt màu lục xanh biếc như đầm tản mắt ra uy năng hạo hãn lục nhãn kim thiềm này chính là nguyên thần của hắn ngưng tụ thành thực chất ngụy hiên trong lúc thịnh nộ nguyên thần hiền hóa sắt khí lộ ra hô hấp thậm chí còn nhấc lên cuồng phong làm cho hư không một trận run rẩy diệp phúc khẽ mỉm cười chắp tay nói ngụy sư huynh diệp sư đế ngụy hiên cũng không đáp lễ lục nhãn kim thiềm cực lớn trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên lại mở miệng thanh âm mầm mầm trầm giọng mà nói diệp sư Đế đi vào linh phủ phong thu đồ đệ thật không để mắt tới ngụy mỗ rồi không biết diệp sư Đế khi nào rời khỏi thập vạn đại sơn đấy ngụy mỗ rất muốn lãnh giáo diệp sư đệ một phen kìa diệp húc chậm rãi khởi động thiên cơ tán bay lên không đứng đối mặt với ngụy hiên mỉm cười lên tiếng hiện giờ tiểu đệ cũng không có thời gian bởi vì tiểu đệ vừa mới thu được một đồ đệ tốt còn cần phải dạy dỗ một phen ta nghe nói sư huynh có mấy tên đệ tử phản loạn phản giáo mà đi tiểu lệ nghe xong trong lòng thật sự là than tiếc mà Hây, trời đố kỵ anh tài ngụy sư huynh trung niên mà phải để tăng con xin nén bi thương trong lòng họa một tiếng lục nhãn kim thiềm đột nhiên quát to một tiếng thanh âm vang dội ca vút vang tận mây xanh một tiếng giống to phong vân biến sắc hiển nhiên phẫn nộ trong lòng ngụy hiên đã tới cực điểm tuy nhiên ở trong hoàng tuyển ma tông thập phạt đại sơn này ma tông nghiêm cấm đồng môn tranh đấu Diệp Phúc và Ngụy Hiên địa vị ngang nhau, đều là trưởng lão của Ma Tông. Hắn tuy rằng hận Diệp Phúc tận xương tủy, thế nhưng cũng không thể động thủ ở trong này được. Nếu đã đắc tội với Ngụy Hiên thì nên đắc tội ác hơn một chút. Diệp Phúc nhìn chằm chằm vào Ngụy Hiên, thân thiết và nói: "Ngụy sư huynh, đừng giận dữ, dễ tẩu hòa nhập ma lắm đấy. Kiến thức này là phổ thông, sư huynh hay không biết sao? Chẳng lẽ còn để tiêu đế dạy bảo ngươi nữa sao?" Giờ một tiếng, Tòa Linh Phổ Phong cao tới mấy ngàn mét, đột nhiên chìm xuống hàng trăm mét. Cũng là Ngụy Hiên không khắc chế được cơn tức giận trong lòng mình, nguyên thần kích độ, làm cho tòa linh sơn này sụp xuống. Nguyên thần của hắn vô cùng hùng mạnh, tâm sinh tức giận liền có thể đè chìm một tảng núi. sắc mặt của hắn xanh mét cười ha ha. đa tạ đa tạ sư đệ chỉ điểm, kỳ thực Vi Huynh càng mong sư đệ có thể tự mình ra tay chỉ điểm Vi Huynh một chút về tu vi kìa. Giây phút khách khí nói nếu có thời gian tiểu đệ nhất định sẽ chỉ điểm một chút cho ngụy sư huynh hoàng sán chúng ta đi thôi trở lại quan tinh phong nào vì sư sẽ nhờ lỗ trưởng lão hay tiết trưởng lão ra tay giúp người nối lại hai chân hai lão khốn kiếp này thiếu ta một phần nhân tình hiện giờ bọn họ nên trả rồi hoàng sán im lặng quay đầu lại nhìn ngụy hiên một cái xoay người đi theo diệp phúc ngụy hiên cười to lớn điềm nhiên mà nói diệp sư đệ ngươi phải để tâm đệ tử cắn trả nếu không chết cũng không biết vì sao mà chết đâu Diệp Phúc kỳ nói là tạ sư huynh đã quan tâm tiểu đệ cảm kích vô cùng tuy nhiên hoàng sán là đồ đệ tốt trung nghĩa vô cùng chỉ có người không có mắt mới lo lắng hắn cắn trả lại mình trục sắt hắn khỏi sư môn thôi sư huynh người chớ lo lắng quá dầm dầm linh phủ phong lại trầm xuống trăm mét sâu diệp phúc cười ha hả mang theo hoàng sán trở lại quan tinh phong lập tức sai người mời lỗ tiết hai người tới làm khách nối tiếp hai chân cho hoàng sán Thủ đoạn nối chân tay này chỉ có cường giả tam thần cảnh mới có thể thi triển ra được. Hơn nữa, tiêu hao chân nguyên cho dù là cường giả tam thần cảnh cũng không muốn ra tay. Tuy nhiên lỗ trưởng lão và tiết trưởng lão, hai người lúc diệp khúc vừa mới vào môn phái đã đùa dẫn thủ đoạn kia khiến cho hắn bái nhập làm môn hạ của vệ đạt thái thượng trưởng lão. Kết quả diệp khúc mới tới quan tinh phong, vệ đạt đã hao hết thọ nguyên, một mạng quy thiên làm cho diệp khúc tuy là trưởng lão hoàng tuyển ma tông nhưng không có sư phụ dạy bảo, tu vi nhấp nhô, tiền đồ khó khăn. Sau ứng tông đạo tự mình điều tra rõ Diệp Phúc không phải là gian tế của Chu Thiên Tinh, lỗ tiết hai người mới biết mình đuối lý, nợ Diệp Phúc một cá nhân tình. Tuy rằng giúp đỡ Hoàng Sán nối hai chân có hao phí chút chân nguyên lại đắc tội với độc nhân Ngụy Hiên, nhưng hai người bọn họ cũng chỉ còn cách ra tay mà thôi. Hoàng Sán sau khi yên ổn ở Quan Tinh Phong xong trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều vui buồn không lộ ra mặt hắn rời khỏi linh phủ phong bởi vậy kế thừa linh phủ phong không thể tu luyện phải lần nữa chọn lại một môn tâm pháp kết hợp với tâm pháp trong ngọc lâu của mình tương hỗ lẫn nhau diệp phúc trực tiếp để cho hắn truyền thừa của tám vị thái thượng trưởng lão hoàng sán xem một lần hắn chọn ca hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh của vệ đạt lưu lại diệp phúc đem môn tâm pháp này truyền thụ cho hắn không chút giấu giếm so với truyền thừa của quan thanh phong tâm pháp hắn luyện vốn càng tinh diệu hơn Kiểu chuyển nguyên công, Di La Thiên Yêu Đế, Nguyên Thần Chân Giải, Đại Chu Thiên Tinh Đấu, Cấm điển và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, cùng với Nhất Thần Phân Hóa Kiều Đỉnh, Kiểu Nguyên Đại Pháp, hắn vừa tham ngộ được. Những tâm pháp này đều hơn xa với tâm pháp các thế thượng trưởng lão truyền thụ lại. Quan Tinh Phong đệ tử nam là Hoàng Sán, nữ là Cung Ngọc Nương, yêu tộc có giao đạo nhân, ngoại viên lại có Vinh Lâm, Lỗ Tiết, hai vị trưởng lão, lại có truyền thừa của tám vị thái thượng trưởng lão. Cung Ngọc Nương cô động nguyên đan đã thành công, hiện giờ quan tinh phong đã lộ ra dấu hiệu thịnh vượng diệp húc cũng không khỏi có chút đắc ý đây chính là căn cơ của hắn ở hoàng tuyển ma tông nếu như quan tinh phong thịnh vượng phát đạt hắn ở ma tông càng có căn cơ sâu rộng thế lực càng lúc càng lớn thế lực tới lúc đủ khổng lồ thì hoàng tuyển ma tông sẽ càng xem trọng quan tinh phong hơn các loại tài nguyên sẽ không ngừng cuồn cuộn mà tới thậm chí ngay cả tông chủ đều muốn lôi kéo quan tinh phong kỳ thực đối với diệp húc Mấu chốt nhất mà nói đó là sau này hắn tu hành gặp được bình cảnh có thể hỏi Hoàng Sán hoặc Cung Ngọc Nương. Tu vi của hắn còn kém với Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương làm sư phụ kiểu này đích xác là rất loạn. Diệp Phúc thỏa thêm mãn nguyện thầm nghĩ. Lấy tu vi hiện giờ của ta hẳn là có thể mở ra Ngọc Lâu tầng thứ ba được rồi. Đã được truyền thừa ở đây. Hắn tu luyện tới đan đỉnh nhất phẩm luyện tới kiều đỉnh kiều nguyên. Lúc này thực lực của hắn so với lúc chưa về núi hùng mạnh hơn chục lần. Hoàn toàn có thể có thực lực mở ra tầng thứ ba của Ngọc Lâu đạt được truyền thừa bên trong Ngọc Lâu. Tầm pháp tầng thứ nhất của Ngọc Lâu là tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp tản thiên. Tầng thứ hai là đại chu thiên tinh đấu cấm điển. Còn có một môn zila thiên niêu đế nguyên thần chân Giái. Không biết tầng thứ ba sẽ xuất hiện tâm pháp gì đây. Diệp Phúc không khỏi tiêm đập thình thịch. Hiện tại đại chu thiên tinh đấu trận đồ tuy rằng vẫn có dư thừa tinh lực như trước, nhưng nguyên thần của hắn chia ra làm chín, luyện ra chín đạo chân nguyên trường hà chín đỉnh dưỡng dục chân nguyên đại chu thiên tinh đấu trận đồ có khả năng cung cấp chu thiên tinh lực đã có chút cung không đủ cầu hơn nữa ngọc lâu cung cấp cho hắn tâm pháp là đại chu thiên nguyên hóa chân kinh là diệu quyết hóa tinh lực thành chân nguyên đúng là tu luyện chân nguyên rất hữu dụng nhưng trong đó không có pháp môn cô động nguyên đan đại chu thiên nguyên hóa chân kinh và đại chu thiên tinh đấu cấm điển đều là tuyệt học của chu thiên tinh cung chẳng lẽ nói ngọc lâu tầng thứ ba sẽ xuất hiện tâm pháp chu thiên tinh cung hay sao hắn đang muốn đi vào trong ngọc lâu đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông lớn từ tổng đàn hoàng tuyến ma tông chuyển tới thanh âm như sóng truyền vang khắp thập vạn đại sơn diệp phúc không khỏi lao lao đã thấy hoàng sán cùng cung ngọc nương lao vào trong động phủ tất cả đều đứng dậy nhìn về phía tổng đàn của ma tông sư tôn đây là tiếng chuông của tổng đàn triệu tập các phong chủ đi tới tổng đàn nghị sứ Hoàng Sán trầm giọng nói. Cung Ngọc Nương nghi hoặc lên tiếng. Đại trung ở tổng đàn đã có 10 năm không đập vang rồi, như thế nào mà hôm nay lại vang lên triệu tập các phong chủ như vậy? Chẳng lẽ là có đại sự gì xảy ra hay sao? Đi xem chẳng phải là sẽ rõ hay sao? Diệp Phúc không tiến vào tầng thứ ba của Ngọc Lâu nữa. Hắn đứng dậy hướng tới ma tông tổng đàn mà đi. Hắn cười nói. Nếu tổng đàn đã mời, vi sư liền phải đi một chút vậy. Hắn rời khỏi quan tinh phong chỉ thấy bên trong thập vạn đại sơn các đại linh sơn đều có người phóng lên cao hướng tới tổng đàn mà bay đi. Mà tổng đàn linh sơn rất nhiều, ma tông linh sơn cũng rất nhiều, mỗi một ngọn núi đều có cao thủ chấn áp. Không ngờ không hề ít lão quái vật mạnh mẽ thái quá đều đứng dậy chạy tới tổng đàn. Trong lúc nhất thời cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Những người này tu vi đều cực kỳ khủng bố, vượt xa Diệp Phúc không biết bao nhiêu cảnh giới. Có người khí thế ngoại phóng, bá đạo vô cùng, có người khí thế lại lội nhiễm bình thường thản nhiên giống như một phàm phu tục tử vậy thậm chí có không ít yêu tộc mạnh mẽ cũng đều nhích người mà chạy tới tổng đàn nội tình của ma tông có thể thấy được rõ ràng diệp húc tu vi yếu nhất đành phải giấu mình khí thế kiềm chế không nhanh không chậm mà bay về phía trước ta làm trưởng lão quả nhiên là bình phong so với các trưởng lão phong chủ khác tu vi vẫn còn quá yếu Tuy nhiên, cho ta thời gian ta nhất định là có thể theo kịp những người này, lấy được danh hiệu chính thức kìa. Hắn đi vào trong tổng đàn Ma Tông, đi qua cái chậu đồng thật lớn, cùng phần lớn các cường giả đáp xuống trong thành. Lúc này, ở trong thành đã dâng lên một tòa pháp đàn, từng pháp đàn đại biểu cho một tòa Linh Sơn. Chỉ có Linh Sơn đứng đầu mới có thể ngồi xuống bên trong pháp đàn. Diệp Phúc một đường bay qua, rút cuộc, tìm thấy pháp đàn của Quan Tinh Phong. Nó đặt giữa nhiều pháp đàn của Thái Thượng Trưởng Lão vì thế phi thân dựng lên rơi vào bên trong pháp đàn Bên phải pháp đàn quan tinh phong là pháp đàn có tên Chư Thiên Phong Trong đó có một lão nhân mặt mũi hiền lành Nghiêng người hướng Diệp Phúc cười tùm tìm nói Diệp Phong chú, người có biết chuyện gì xảy ra không vậy? Lão giả này trông cực kỳ hòa ái Hoàn toàn không có giống như một thái tượng trưởng lão Hơn nữa nhìn qua cực kỳ chính trực Rất có phong phạm của một cao nhân nếu không phải ở trong tổng đàn của Hoàng Tuyến Ma Tông, Diệp Phúc còn tưởng rằng lão là công nhân chính đạo. Đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì cả. Diệp Phúc vội vàng nghiêng người đánh giá lão nhân vài phần rồi cười nói Xin hỏi sư thúc xưng hồ như thế nào? Lão giả cười nói Lão phu là triều công thiều Diệp phong chú gọi ta một tiếng sư bá mới đúng Lão đắc ý giật rào cười ha hả nói Sư phụ vệ đạt của ngươi còn muốn cho so tải sống lâu với ta. Kết quả vẫn là hắn chết trước ta rồi. Giờ Phúc không khỏi im lặng. Hắn biết Triều Công Triều đúng là không có ác ý với vệ đạt. Nhưng lão quái vật như Triều Công Triều đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Đối với cái chết đã xem như không có gì. Thú vui duy nhất của bọn họ chính là so với những đồng bạn xem ai chết trước ai mà thôi. Tuy nhiên Triều Công Triều thật không ngờ là là sư huynh của vệ đạt thật ra làm cho Diệp Húc có chút không thể ngờ được. Vệ đạt tu luyện chính là ca hư yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh, lấy thọ nguyên mà nổi tiếng. Chiều công thiều, niên kỷ hẳn là phải lớn hơn vệ đạt rất nhiều, thân thể lại trắng kiện như vậy, xem ra vẫn còn có thể sống thời gian dài nữa. Chiều sư bá, người chính là phong chủ của chư tiên phong sao? Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảnh sát mà nói. Sư bá, người nhất định biết chư thiên thập đạo phải không? Triều Công Thiều càng thêm đắc ý Không kìm nổi mặt mày hấn hở cười nói Phương pháp tế luyện này thế nào hả <laughs> Môn tâm pháp này Chính là ta sáng tạo Làm sao lại không rõ được chứ Lúc ta sáng chế ra môn tâm pháp này Âm thầm đặt vào trong một quyển sách cổ Sau đó khiến cho Kha sơ Huynh Làm như trong lúc vô tình Mà nhặt được bản sách cổ này vậy Hắn phát hiện ra chư thiên thập đạo Trong bản sách cổ Trong lòng tự nhiên là vô cùng vui vẻ Còn tưởng rằng đó là một vị cao nhân đắc đạo Sáng chế ra nữa kìa Lão nói tới chuyện cũ hào hùng của mình Không khỏi đắc ý vạn phần Cười ha hà mà nói Lão tiểu tử đó Lúc trước tranh đoạt vị trí tông chủ với ta Phát hiện ra môn tế luyện đó Làm sao mà không động tâm cho được Quả nhiên Không bao lâu sau Hắn đem chi thiên thập đạo tu luyện tới thập trọng liền bị ta tế luyện thành vũ bảo hình người Sau đó tu vi của ta tiến nhanh Kha sư huynh nguyên thần bị ta chóc ra Luyện thành nguyên thần thứ hai Thân thể hắn tự nhiên trở thành thân ngoại hóa thân của ta Diệp Húc liên tục dùng mình mấy cái trong lòng phát lạnh. Thái thượng trưởng lão này không ngờ lại luyện sư huynh mình thành vũ bảo, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị cướp đạt. Lão rõ ràng mặt mũi hiện lành như thế cơ mà, thật đúng là lão ma đầu, tiểu lý tàng đao. Đương nhiên đây là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện giờ tuổi già, Triều Cung Thiều cũng không có làm chuyện như thế này nữa. Triều sư huynh năm đó thật sự là xấu xa, bởi vì một môn chư thiên thập đạo mà hại không biết bao nhiêu người kìa. Bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm nhẹ nhàng Diệp Phúc vội vàng nhìn lại chỉ thấy phía đối diện có một nữ nhân trung niên ngồi trên pháp đàn. Trên mặt pháp đàn viết ba chữ Đại Thanh Phong, hắn thầm nghĩ, vị này hẳn là Yến Tư Nhiên Yến Sư Thúc rồi. Yến Tư Nhiên là sư tổ của Lý Tu Anh, cũng là thái thượng trưởng lão, là tồn tại cấp bậc lão quái vật. Nàng có thuật chú nhan, tuy rằng ngang hàng với Triều Cung Thiều, bộ dạng vẫn không già đi chút nào cả, như trước là một hình dáng 30-40 tuổi, Diệp Phúc vội vàng đứng lên, hướng nàng thi lễ. Yến tự nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, chân thành nhất phúc. Diệp sư điệt ngồi ở vị trí của vệ đát, đại biểu cho vệ đát có thể cùng ăn với ta. Người hướng ta thi lễ, đó là làm hỏng cấp bậc lễ nghĩa, ta tự nhiên phải thi lễ trả lại ngươi rồi. Triều Công Thiều cười nói, Yến sư Muối ngươi làm chuyện xấu cũng không kém ta bao nhiêu đâu. Năm đó phong tao một thời làm mê đắm bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, sư Muối Người cũng không biết chuyện gì xảy ra hay sao Yến tự nhiên cười mắng một câu Lắc lắc đầu nói Người không biết ta làm sao mà biết được Triều sư bá Chư thiên thập đạo khiếm khuyết như vậy Có phải có pháp môn phá giải hay không Diệp Phúc cung kính nói Triều cung thiều cười nói Chư thiên thập đạo của ta Đã sớm bị đệ tử đắc ký của ta phá giải rồi Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản thôi Nếu như người muốn biết phá giải như thế nào tự mình tới hỏi hắn ta đi tiểu tử này thông minh một đời ngay cả ta cũng không lại được với hắn từ 200 năm trước ta đã không phải đối thủ của hắn rồi hiện giờ tu vi của hắn tinh tiến tới cảnh giới nào cũng không biết được chỉ sợ cả trăm lão giả như ta hợp lại cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn ta đâu ánh mắt của lão đột nhiên sáng lên cười nói đồ đệ của ta tới đấy diệp húc vội vàng nhìn lại chỉ thấy một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới tuổi tác tương đương với chính mình nhưng hắn có một khí độ ung dung ứng thông đạo vẫn có một bộ dạng như lúc mới gặp diệp phúc vậy đang đi qua nhiều pháp đàn nơi hắn đi qua các phong chủ đều đứng lên thi lễ ứng thông đạo cũng không đáp lễ đi tới trước pháp đàn của đám người triều công thiều thì dừng lại mỉm cười chào miệng nói sư thúc khí thế rất lớn diệp phúc trong lòng nghi hoặc chỉ thấy ứng thông đạo đi tới trước pháp đàn của triều công thiều hạ thấp người mà nói sư phụ không nghĩ tới làm kinh động lão nhân gia này Tông đạo trong lòng rất ái náy Triều Công Thiều vẫy tay cười nói Ta cũng nhân lúc rảnh rỗi đi xem mà thôi Tiểu sư đệ của ngươi vừa rồi muốn hỏi ngươi đấy Làm thế nào mà có thể phá giải được chư thiên thập đạo Ngươi nói cho hắn biết đi Ứng tông đạo nhìn về phía Diệp Húc Dường như lướt mắt một cái liền phát hiện ra tu vi cùng thực lực của hắn Thần sắc hơi hơi biến đổi Mặt lộ ra mỉm cười nói Ồ oh, hóa ra là Diệp sư đệ phá giải chư thiên thập đạo cũng rất đơn giản ngươi chỉ cần tu luyện u minh thập đạo đem mình tự tế luyện một lần liền có không có người nào có thể đoạt được đi thân thể của ngươi nữa rồi diệp phúc nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối trong đầu ầm vang mấy tiếng hắn đã giác ngộ quý khang tu luyện chư thiên thập đạo có thể bị sư phụ hắn luyện chế thành vu bảo hình người mấy ngày nay hắn vẫn đau đầu suy nghĩ cách phá giải thủy chung vẫn không có giải được hắn ngàn vạn lần không ngờ phá giải chư thiên thập đạo lại đơn giản đến như vậy u ừ minh thập đạo chính xác chỉ cần học được phương pháp tế luyện này tế luyện bản thân đối phương dù có tu vi cao hơn mình cũng không thể dùng u minh thập đạo để tế luyện mình được cứ như vậy liền không bị biến thành vũ bảo hình người nữa rồi đơn giản quá đơn giản mà phương pháp tuy đơn giản vô cùng nhưng trong đó lại bao hàm trí tuệ lớn lao người bình thường căn bản không thể nghĩ ra được ngay cả diệp phúc cũng không có thể ngờ tới hắn không khỏi tâm phục khẩu phục ứng tông đạo hắn cười nói Ứng sư huynh, có thời gian chúng ta tái đấu một lần Ứng tông đạo như cười Như không, lướt hắn một cái gật đầu nói Được Dứt lời, hắn tiếp tục đi về phía trước Triều Cung Thiều và Yến Tư Nhiên Cùng mấy vị thái thượng trưởng lão khác Đều nhìn lại phía Diệp Húc, ánh mắt quái dị Yến Tư Nhiên thở dài Quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên Diệp Sư Điệt, hào khí quả thực cân xa Đám lão giả chúng ta năm đó mà Triều Cung Thiều, giơ ngón tay cái lên Tám thưởng mà nói tiểu tử ứng tông đạo này lúc trước khi ở bên ngoài trở về ta đã biết chính mình không phải đối thủ của hắn ta nữa rồi chờ hắn đuổi ta xuống chi bằng thoái vị trao cho hắn cho rồi không nghĩ tới tiểu tử ngươi không ngờ gan lớn như vậy dám một mình đấu với hắn khâm phục khâm phục lại có một vị thái thượng trưởng lão cười nói tam cung cung chú, không rời núi thiên đế không hiện thân thế gian này ai có thể là đối thủ của ứng tông đạo cho dù là tam cung cung chủ Cũng không thể nắm chắc phần thắng với hắn Người có thể một mình đấu với hắn Có thể nói là hào khí ngất trời mà Sao? Ứng sư huynh lại hại như vậy sao? Diệp Phúc trong lòng hoảng sợ Có chút buồn bực mà cười nói Ứng sư huynh tự phong bế tu vi Ngang nhau cảnh giới đấu với ta Hắn cũng chẳng phải là bắt đầu xóa tay gì cả Ta sao không thể thắng hắn được chứ Vài vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau Cười nhẹ nói thì ra là vậy Tuy nhiên hắn kinh nghiệm chấm giết phong phú vô cùng Người nếu như có thể ngang nhau cảnh giới Còn hơn được hắn Tương lai người chính là ứng tông đạo thứ hai rồi Triều Công Thiều cũng cười nói Tiểu tứ Người làm cho mấy lão giả chúng ta bị dọa nhảy dựng lên Chúng ta còn tưởng rằng Người muốn đoạt vị chứ Sao đoạt vị ư Diệp Phúc trong lòng một được vạn phần Chỉ thấy ứng tông đạo đã vượt qua pháp đàn Của các vị thái thượng trưởng lão hắn vẫn không có dừng lại tiếp tục đi tới phía trước phía trước chính là pháp đàn bảo tọa của tông chủ hoàng thuyền ma tông ứng tông đạo ngồi xuống toàn trường thanh âm nghị luận lập tức liền biến mất hết mọi người nhìn thẳng không nói một lời yên lặng tới đáng sợ diệp húc lập tức tỉnh mộng sau một lúc lâu không nói thành lời mãi tới bây giờ hắn mới biết được ứng tông đạo là tông chủ ma tông mà hắn không ngờ muốn một mình đấu với tông chủ khó trách mấy vị sư thúc sư bá nói ta muốn đoạt vị nếu chiến thắng ứng sư huynh đây không phải là đặt vị hay sao diệp húc cười khổ một tiếng thầm nghĩ tuy nhiên cho dù ứng sư huynh là tông chủ ma tông ở cảnh giới ngang nhau hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta kìa trong lòng của hắn có một loại hào khí chính là không chịu thua cho dù đối phương có là tông chủ ma tông ma đạo đệ nhất nhân hắn cũng có đủ lòng tin đủ tin tưởng để đi khiêu chiến với đối phương môn hạ của triều sư bá không ngờ lại là nhân tài như ứng sư huynh đấy Chẳng lẽ Triều Sư Bá là tông chủ trước đây hay sao? Diệp Húc liếc mắt nhìn lão nhân này một cái, chỉ thấy lão nhân này đang cười tùm tìm rất hiền lành. Hắn không ngừng oán trách mà nói. Khó trách có thể sáng tạo ra pháp môn lợi hại, hại người như là chi thiên thập đạo, hóa ra là một lão ma đầu. Hôm nay mời chư vị sư huynh sư tỷ tới đây, chính là bởi vì lúc ta thần du có gặp được đặc sứ tới từ Kinh Thành. Hắn chuẩn bị tới đây tuyên chỉ mời cao thủ thánh tông ta vì đại tần cống hiến tiến công đại hạ ứng Tông đạo rốt cuộc cũng mở miệng nói trầm giọng lên tiếng hiện giờ đặc sứ đang cầm tín vật trong tay đã tới đất của thánh tông ta rồi chỉ một lát nữa sẽ tới nơi này lời vừa nói ra lập tức các phong chủ châu đầu ghế tai vào nghị luận tín vật gì cơ diệp phúc không khỏi tò mò vạn phần hỏi triều cung thiều triều cung thiều sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng mà nói lúc trước khai quốc hoàng đế đại tần thủy hoàng đế đi vào thập vạn đại sơn khiêu chiến tông chủ thánh tông lúc đấy Vị tông chủ này đã từng có ước định Nếu là thủy hoàng đế chiến thắng được hắn Thánh tông sẽ nghe theo hoàng thất đại tần mà hành động Vị tông chủ kia sau khi chiến bại Đã giao lại tín vật cho thủy hoàng đế Chỉ cần tín vật này trong tay Thánh tông ta sẽ nghe theo điều khiển của hoàng thất Nếu như đặc sứ kinh thành Mà cầm tín vật trong tay tới đây Đích thực là một việc lớn rồi Diệp Húc từng nghe qua điển cố này Đột nhiên một cỗ dao động hùng mạnh từ xa chuyển tới hắn ngẩng đầu nhìn xem chỉ thấy xa xa có một con thuyền rồng cực lớn hai đầu chân long màu vàng phá không mở đường trong thuyền có chứa nhiều cao thủ ở trong triều trong đó có một người quen của diệp phúc đông hoàng mục tướng quân tuy nhiên trong đám người này hắn lại rất là bình thường người tới khí thế cực kỳ hùng mạnh thậm chí không kém nhiều vị phong chủ đang ngồi ở nơi đây những người này chính là đặc sứ đại tần tiến tới tuyên đọc ánh chỉ của đương kim hoàng đế đại tần thuyền rồng cuối cùng cũng dừng lại lơ lửng ở giữa không trung chỉ thấy một lão giả tam thần cảnh đứng ở đầu thuyền lão hướng về phía ứng tông đạo triển khai thánh chỉ cao giọng mà nói hoàng tuyền thánh tông tông chủ ứng tông đạo thánh chỉ giáng lâm còn không quỳ xuống tiếp chỉ lão giả này ngạo khí ngất trời ánh mắt đảo qua các vị phong chủ trên pháp đàn âm thanh lạnh lẽo mà nói một đám dân dã man phu hết thảy quỳ xuống nghe chỉ mọi người trầm mặc không nói mắt đứt tay ngơ lão giả kia sắc mặt kẽ biến giọng thét thé nói hoàng tuyền thánh tông muốn tạo phản phải không ứng tông đạo khẽ nhíu mày ngón tay nhẹ nhàng phải một cái đè xuống phía trước chỉ thấy thuyền rồng âm ầm, ầm rơi xuống đất rất nhiều cao thủ trên thuyền bao gồm cả đông hoàng mục đều bị ép phải quỳ xuống ngay cả lão giả kia cũng bị ép quỳ xuống dưới đất không đứng dậy nổi trên chắn của lão gân xanh nhảy loạn không thể nào nhúc nhích được một phân thậm chí ngay cả hai đầu chân long màu vàng cũng bị ép quỳ xuống cúi đầu xuống đất Cho dù là hoàng đế đại tần tự mình tiến tới Cũng phải quỳ xuống tuyên đọc thánh chỉ Với ta kìa Ngươi là ai cũng dám muốn thánh tông ta quỳ xuống sao Ứng tông đạo thản nhiên lên tiếng Thành thật quỳ ở đấy Đọc thánh chỉ một lần đi Sau đó nhanh chóng cút khói Mình thưa quý vị khán giả thân mến Tập 58 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 59